chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức đảng run sợ bí ẩn 24 người Việt Nam có quốc tịch đảo Síp. Loạt phóng sự điều tra của hãng truyền thông Al-Jazeera của Qatar công bố vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 dựa trên tài liệu mật của chính phủ của đảo Síp bị rò rỉ tiết lộ có ít nhất 26 công dân Việt Nam tham gia vào chương trình đầu tư hộ chiếu vàng trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 9 năm 2019. Đài truyền hình Al-Jazeera đã lập 100 hồ sơ từ hàng chục nước khác nhau và hiện mới nêu tên hai người từ Việt Nam là đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ. Sự kiện đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận trong nước. Vậy 24 người Việt Nam còn lại là ai? Câu hỏi đầu tiên mà nhiều người đặt ra tại quốc đảo Síp. Đây là hình ảnh bản đồ nước Cộng hòa Síp, một đảo tại phần phía đông của Địa Trung Hải và là đảo có diện tích và dân số lớn thứ ba trong biển này. Síp nằm về phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây của Syria và Liban. Đảo Síp gọi chính thức là nước Cộng hòa Síp, là quốc đảo lớn thứ ba của Địa Trung Hải, có nền kinh tế chủ yếu dựa vào ngành vận chuyển và du lịch. Nhờ việc hoàn toàn không phát triển các ngành công nghiệp nặng, đảo Síp có bầu không khí và môi trường sống đặc biệt trong lành. Quốc đảo này là một trong 10 quốc gia được nhiều người chọn làm nơi nghỉ hưu nhất. Bên cạnh đó, chính sách thuế với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp cũng giúp cho đảo Síp trở thành một trong 5 quốc gia phù hợp nhất để tái định cư. Vào hồi tháng 3 năm 2014, giới chức đảo Síp đã ban hành một đạo luật mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trở thành công dân có được hộ chiếu và được làm thẻ xanh ở đảo Síp thông qua chương trình đầu tư bất động sản đảo Síp với những điều kiện thuận lợi và dễ dàng. Theo giới tư vấn đầu tư định cư vào châu Âu, thì chương trình đầu tư lấy quốc tịch đảo Síp là cách đơn giản và hiệu quả nhất để nhà đầu tư được cấp quốc tịch Liên minh châu Âu. Đây là chương trình duy nhất cho phép các nhà đầu tư lấy ngay quốc tịch châu Âu mà không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về thời gian cư trú. Và thời gian để thụ lý có quốc tịch từ 8 đến 12 tháng. Đặc biệt, nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình được hưởng đủ mọi quyền lợi của công dân châu Âu, bao gồm quyền tự do sinh sống, làm việc, đầu tư ở bất cứ nước nào trong khối Liên minh châu Âu, bao gồm Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ireland và nhiều nước khác. Do là thành viên của Liên minh châu Âu nên hộ chiếu của Cộng hòa Síp quyền lực đứng thứ 16 trên toàn thế giới. Cho nên công dân Cộng hòa Síp có thể đi lại tự do hoặc chỉ xin visa điện tử tới 172 nước trên toàn thế giới, bao gồm Canada, New Zealand, tất cả các nước châu Âu. Bên cạnh đó, người nhập quốc tịch đảo Síp vẫn được quyền giữ quốc tịch Việt Nam và được truyền lại quốc tịch cho thế hệ sau. Vậy làm thế nào để nhập tịch Cộng hòa Síp? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh hộ chiếu Cộng hòa Síp. Để nhập quốc tịch đảo Síp có hai phần phải thực hiện. Thứ nhất là khoản đầu tư, thường là vào bất động sản. Người muốn nhập tịch cần mua bất động sản tối thiểu khoảng 2 triệu euro, tức là tương đương khoảng 51,8 tỷ đồng Việt Nam. Thứ hai là họ phải hiến tặng 200.000 euro, tức là tương đương với 5,18 tỷ đồng vào quỹ do chính phủ chỉ định. Như vậy với tổng cộng chi phí nhập tịch vào khoảng 2,3 đến 2,4 triệu euro, tức là tương đương khoảng trên dưới 60 tỷ đồng, thì người đầu tư, người phối ngẫu và con nhỏ, con trưởng thành dưới 28 tuổi chưa lập gia đình và đang đi học sẽ có được quốc tịch của quốc đảo Síp. Người di cư chỉ cần duy trì khoản đầu tư bất động sản trong vòng 5 năm, sau thời gian này họ có thể bán lại. Một nhà tư vấn định cư cho biết, ngoài các khoản đầu tư bắt buộc thì nếu muốn, khách hàng có thể đầu tư thêm mua một ngôi nhà thứ hai hoặc mua biệt thự lớn bên bờ biển hay mua lại 2-3 căn hộ để cho thuê hay bán lại. Nhìn chung, loại hình đầu tư bất động sản để nhập tịch Cộng hòa Síp khá linh hoạt, không giới hạn số lượng, một hay nhiều bất động sản đều được chấp nhận. Hình thức bất động sản cũng rất đa dạng, không bị hạn chế, có thể là nhà ở hay nhà thương mại đều được pháp luật cho phép. Và quy trình nhập tịch Cộng hòa Síp là chương trình đầu tư đơn giản để đi thẳng đến quốc tịch châu Âu trong thời gian nhanh nhất, nhưng mức đầu tư lại khá cao so với mặt bằng chung. Cũng cần phân biệt giữa quốc tịch một nước thuộc châu Âu là về mặt địa lý, nhưng chưa gia nhập EU và quốc tịch thuộc một nước thành viên châu Âu, tức là sử dụng đồng tiền chung Euro. Với một quốc tịch một nước châu Âu nhưng chưa gia nhập EU, nhà đầu tư và gia đình chỉ được hưởng quyền công dân trong phạm vi của quốc gia đó. Với quốc tịch một nước thành viên EU, nhà đầu tư và gia đình được hưởng quyền công dân EU, có thể tự do sinh sống, làm việc, học tập tại 27 quốc gia thành viên của EU. Chương trình lấy quốc tịch của các nước EU hiện có Cộng hòa Síp, Malta, Bulgaria và Bồ Đào Nha. Chương trình lấy quốc tịch Montenegro đã được đánh giá là hấp dẫn vì nước này dự kiến gia nhập vào EU vào năm 2025 nên mức đầu tư hiện còn khá thấp. Và câu hỏi tiếp được đặt ra
là chương trình nhập tịch Cộng hòa Síp thu hút những đối tượng nào? Đây là hình ảnh chụp màn hình hồ sơ của đảo Síp nêu đích danh hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ, người Việt Nam đầu tư để có quốc tịch tại Cộng hòa Síp. Thông tin trong bộ hồ sơ nói trên, tức là hồ sơ đảo Síp, tiết lộ rằng hàng chục quan chức cấp cao và gia đình của họ đã mua cái gọi là hộ chiếu vàng của đảo Síp từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 9 năm 2019. Theo hãng truyền thông Archera, họ là khách nằm trong ban lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước và cũng nhiều trường hợp mua hộ chiếu cho cả người nhà. Trong 2.351 hồ sơ tham gia đầu tư vào chương trình này, thì Nga là đông nhất với 922 trường hợp. Tiếp theo là Trung Quốc 482, Ukraine 100 và các nước còn lại tại Trung Đông và Đông Nam Á. Hai người từ Việt Nam có quốc tịch Cộng hòa Síp được đài truyền hình Algeria nêu tên là đại biểu Quốc hội của Việt Nam Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nhân Phạm Nhật Vũ. Ông Phạm Phú Quốc hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông trúng cử đại biểu Quốc hội đầu năm 2016 ở vị trí bầu cử số 4 Thành phố Hồ Chí Minh gồm quận 5, quận 10 và quận 11 khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ cho thấy ông Phạm Phú Quốc được cấp quốc tịch của đảo Síp vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 và vợ ông cũng có quốc tịch đảo Síp. Còn ông Phạm Nhật Vũ hiện vụ án 3 năm tù về tội đưa hối lộ trong vụ án Mobifone mua AVG có hộ chiếu đảo Síp vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 và vợ ông cũng được cấp quốc tịch đảo Síp. Tuy nhiên cần lưu ý là hồi tháng 11 năm ngoái, Cộng hòa Síp đã thu hồi hộ chiếu vàng được mua bởi 26 nhà đầu tư nước ngoài giàu có cho bản thân và thân nhân vốn là dân các nước ngoài khối châu Âu trước những cáo buộc bán quốc tịch từ các nước thành viên khác của EU. Theo nguồn tin, những người này gồm 9 người Nga, 8 người Campuchia và 5 người Trung Quốc. Số còn lại đến từ Malaysia, Kenya và Iran. Vào hồi đầu năm 2019, EU đã yêu cầu các quốc gia thành viên thắt chặt việc kiểm tra công dân bên ngoài châu Âu tìm cách nhập hộ chiếu EU thông qua các khoản đầu tư. Có những lo ngại rằng hộ chiếu vàng có thể là một cửa hậu vào EU cho các băng đảng tội phạm và các quan chức chính phủ tìm cách rửa tiền hoặc trốn thuế tại nước của họ. Vậy, trường hợp đại biểu Quốc hội của Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc nhập quốc tịch đảo Síp bằng con đường nào? Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã trao đổi với báo chí và truyền thông cho rằng ông có quốc tịch đảo Síp. Ông Quốc cũng cho biết rằng ông có quốc tịch đảo Síp từ giữa năm 2018 là do gia đình bảo lãnh. Ông nói, tôi khẳng định việc tôi có quốc tịch đảo Síp là do gia đình, vợ và con bảo lãnh, hoàn toàn không có việc mua quốc tịch với giá 2,5 triệu đô la. Vợ và con trai tôi đều là những doanh nhân. Con trai tôi học tập làm việc tại Anh từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định và quyết định gắn bó lâu dài. Đến năm 2017, vợ và con gái tôi có mong muốn ra nước ngoài học tập và sinh sống cùng con trai, nên tôi đã thực hiện các thủ tục xin quốc tịch tại đảo Síp. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch, không phải thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó, giữa năm 2018, gia đình tôi đã làm thủ tục bảo lãnh xin quốc tịch cho tôi tại đảo Síp. Vị đại biểu Quốc hội phủ nhận thông tin mua quốc tịch thứ hai. Trường hợp ông Phạm Phú Quốc có tên trong hồ sơ đảo Síp làm dấy lên tranh luận tại Việt Nam về việc các đại biểu Quốc hội tại Việt Nam có được phép song tịch hay không. Đây là hình ảnh bài báo của Malta nói về vụ bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đại biểu Quốc hội Việt Nam có được quốc tịch Malta vào năm 2016. Luật tổ chức Quốc hội hiện hành quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, điều 22 gồm 5 tiêu chuẩn như trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có trình độ văn hóa và chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và có điều kiện tham gia vào các hoạt động của Quốc hội. Còn theo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của tổ chức Quốc hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 mới có hiệu lực, bổ sung vào một tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, tức là khoản 1A điều 22. Về trường hợp ông Phạm Phú Quốc mang hai quốc tịch, giới luật sư nhận định các cơ quan Quốc hội cần sớm xác minh thời điểm ông Phạm Phú Quốc nhập quốc tịch đảo Síp để có các bước xử lý tiếp theo quy định. Nếu ông Quốc nhập quốc tịch trước thời điểm bầu cử Quốc hội khóa 14 thì sẽ rơi vào trường hợp không khai báo trung thực trong hồ sơ đại biểu. Nếu nhập tịch từ thời điểm giữa năm 2018 như ông Quốc trả lời trên báo thì vị đại biểu Quốc hội đã không báo cáo trung thực với Quốc hội về việc này. Trước ông đã từng có một số đại biểu Quốc hội Việt Nam bị phát hiện là có quốc tịch EU.
7 năm 2016, Đảng đối lập chính tại Malta, Đảng Quốc gia yêu cầu chính phủ giải thích vì sao một đại biểu Quốc hội Việt Nam có được hộ chiếu Malta. Và Malta cũng là một quốc đảo thành viên của EU. Qua đó mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị phát hiện có thêm một quốc tịch Malta. Và việc nhập quốc tịch Malta không được bà Hường kê khai trong hồ sơ ứng cử. Sau đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14. Bà Hường cũng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Và từ vụ này, Quốc hội đã xem xét bổ sung thêm tiêu chuẩn mới đối với đại biểu Quốc hội là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, luật quy định Quốc hội và cử tri có quyền bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội nếu thấy đại biểu đó không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 với bản tin Quan chức đảng run sợ, bí ẩn 24 người còn lại của Việt Nam có quốc tịch đảo Síp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.